Tôi đi về, chứ không ở đây, không có tiền đóng nhà trọ, không có tiền ăn. Dạ, nói là nhà đưa không, không giấy tôi đi về. Bây giờ lỡ hỏi đóng cái đi, quay phim lên luôn nè. Có ai chủ trọ đâu. Số chỗ hai thằng bên hồn có gì hết. Trời trời, có ai mà nói là giờ dịch bệnh bây giờ trong đây quá nhiều, giờ nhà nước nuôi không nổi, giờ nhà nước có bỏ cho chết. Bỏ liều cho chết luôn. Có ai nhà nước nào nói vậy không trời? Bây giờ nè, tôi mong cộng đồng mạng nè, ai mà coi cái clip này thì phải chia sẻ giùm cho tôi, giùm lần cho lên chính phủ. Bây giờ tôi ở gần 16, xem 16 lên Minh Sơn, ấp 7 lên Minh Sơn. Bây giờ cô này là tổ trưởng nè. Bây giờ ở đây còn bệnh mà nhà nước nuôi không nổi. Nấu gạo cho đi luôn. Nói đúng nhà nước nè, nói nè. Nè bây giờ nè, cát bao nhiêu nè, công nhân nè, công nhân bây giờ đang ở đây bà bị đói nè. Nè. Ở đây còn bệnh nè mà bây giờ nhà nước nuôi không nổi. Bây giờ nhà trọ thì mỗi tháng mỗi đóng nào trong đó không có ai chữ cổ hết trơn á. Mấy lão đây không ai chữ cô cho nó tức quá rồi nói. Ở đây người ta trình báo thôi chứ người ta không chửi ai chân á. Bây giờ người ta lên xã người ta nói được cô xuống đây được, người ta gỡ đầu được cho cô. Bây giờ nói vậy đó. Ở đây tao còn bệnh nó nói nhà nước luôn nổ tháo gầu cho đi đại đó. Ừ. Bây giờ là ở không đây là người ta nữa. Không ai mất cùng đồng nữa mà đưa lên đó là ở đây không ai chữ hết. Rồi. Bây giờ là giải quyết cho về quê. Tại vì cô làm tổ trưởng ở đây là phải trình báo cho cô biết rồi. Giờ nói ở đây sao nói ở đây còn bệnh mà đi dở gạo, nói là dở gạo giờ nhà nước bệnh cái đây bệnh quá nhà nước mới hết nổi, giờ cho mở cửa ra lẫn cho tự xử. Thân nhà nước không nuôi nữa. Cho chết đói như ngoài luôn. Chết đói như ngoài vậy đó. Tổ trưởng mà nói vậy đó. Tổ trưởng hết bảy lên Minh Sơn, huyện Bình Chánh. Cho nó xuống luôn. Mà phải cho những người làm hồ. Cho nó xuống luôn. Đủ mắt kéo hết trơn ra đi. Có dám đánh không? Được nhiêu tiền, trong này có nhiều người có nhiêu tiền, chưa được 100 triệu nữa. Chia sẻ ra giùm đi, ai coi cái clip này chia sẻ ra giùm. Chia sẻ mạnh mạnh lên. Ở gần 16, xe 16 đây, 7 năm xuân, đường Trần Đại Nghĩa. Bây giờ vô trình báo cho bà nghe, bà nói là bây giờ á, ở đây chỗ này còn nhiễm bây giờ á, với giờ tiền trợ cấp gì cũng không có hết trơn luôn. Giờ người dân là gì cũng không có hết. Bây giờ nhà trọ thì vẫn đóng bình thường. Mà nói với bà nói vậy đó. Bà nói là bà nói bữa nay trong đây còn bệnh mà tại sao mở cửa, bà nói giờ là nuôi hết nổi rồi. Là nuôi nhà nước nuôi hết nổi giờ mở gào cho tự ai nấy sống. Thì vậy thì xuống cho giấy tờ đi cho tao về quê.
rồi con này hỏi bà khiếu nại, khiếu nại ở đâu, ở đâu thì ở đâu khiếu nại được hả? Đúng rồi, cô thì ở đó không có nói thiệt, nó cái đó là chị tụi con không biết hỏi cô như vậy thôi, chứ hồi nãy không ai bắt buộc gì cô hết á. Nhà cô gì à? Không, chủ tịch xã báo lại đi. Giờ làm giấy ra được xong rồi cứ đòi tạm vắng tạm chú hoài à. Ở đây ai có tạm vắng tạm chú đâu. Bây giờ bà kêu ghi giấy nữa là không gì nữa. Mấy nhà ông nghỉ luôn mà đợt ba đó, ở đây chưa có ai đặt được cái gì hết. Hỏi luôn luôn. Đây là mướn chết mẹ luôn à, tạm dạ, tôi còn đi ra làm mấy cái giấy để cho mọi người đem đi ra đi mua đồ còn chưa được đó nè. Trời ơi, tôi không phải là tôi vô. Trời mưa, trời gió, tôi vô đây tôi kiểm cái bao nhiêu phòng nè. Có ai thấy tôi trời mưa trời gió đợi cho tôi đấy không? Mà ai nói câu nói vào tụi con không chịu. Ở đây mà nghĩ sao ai nó còn bệnh mà hao tháo gạo tên ta tự sống như ngoài tôi chết đói. Là ở dân ở xã bây giờ cái y tế biết người ta ở đây còn bệnh. À không có test lại vậy chưa, giờ thả nhà cho người ta đi ăn như vậy đó. Cái đó là chính ngày thôi đó. Không, bây giờ cái đó là chính ngày đó, biết cái đây còn bệnh gì mà chẳng tháo gạo quá. Tôi nói nè, ở đây là còn có người bệnh. Nhưng mà lý do là mọi người cứ là nói là ở đây có nhóm hoài không cho ra tháo gạo nè. Ở đây là chân cảnh người ta tháo gạo trong mình, chứ thật thấy ở đây cô này còn bệnh. Hôm qua cái tấm áp còn bệnh cô lên, cô lên nè. Dán những cái thòng hôm qua đi đó. Hôm nãy thì cô nói ở đây còn bệnh tháo ra cho tôi. Không, 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 là lý do tôi nói là ở đây còn bệnh, nhưng mà tại vì hả là do là tháo vào là lý do những cái người kia người ta không có bệnh, người ta đồ đi ra phải tháo vào cho người ta đi ra là không có nói gì rồi phải nói ra cho chính quyền, chính quyền nuôi hết nổi rồi mở cho sống tự do. Ở đây còn bệnh nhưng mà tháo vào thôi, tôi ở ngoài như chết tối ở ngoài đây. Cái đó tôi nói nè anh em, có tôi nói này không? Tháo gạo này là chủ tịch. Vậy không lẽ lớn là lệnh nhà nước đó chả? Lệnh nhà nước là nếu cho nào còn bệnh tao gạo không thở cho ta cho lệnh gạo gạo cho chủ tịch nào mà lớn. Cứ có ngày đòi giấy tạm vắng tạm trú hoài, dọc thứ đi làm mướn thằng gâm này. Tạm vắng tạm trú đâu? Làm gì có. Làm giấy làm đơn nạp đưa vô rồi có đòi tạm vắng tạm trú rồi để mất tiêu. Cứ làm giấy làm tờ đưa vô cái đòi tạm vắng tạm trú mất tiêu. Không có được gì hết trơn. Bây giờ dân nó với thằng nó đã như vậy á. Không, bây giờ cũng như là cô thấy khó khăn quá, bây giờ nói bên kia không được, bây giờ cô về cô nói cho chủ tịch chừng vô cái đảo này phát giấy cho dân đi về. Bọn con không có gì chứ á, không ai đòi hỏi ăn uống gì nữa. Bây giờ không ai ăn uống được, ăn uống gì chứ. Bây giờ yêu cầu xin cái giấy để đi về thôi. Nói
chung rồi hầu cho tiền vé số giờ chưa rồi mấy bà trong rảo rồi chưa được trăm triệu nữa. Có mấy người đâu? Cái gì? Đâu rồi cái số điện thoại đừng có vô không mình còn mình có đi là phải chờ nhà báo xuống mình mới đi được. Ông về trả đâu bà về trả tờ báo giùm đi. Xuống đây làm giấy làm tờ cho dân đi chơi. Cậu mẹ giờ động lòng đi, bây giờ không cần có vợ, không cần nuôi gì nữa, cho cấp giấy cho đi về thôi, xin miếng giấy đi về thôi. Giờ nó đổ cái này đổ kia hoài, giờ nó thẳng đi, không cần gì chân nữa. Xin cái giấy gì qua đi. Bây giờ quay lên đi, cái số điện thoại ổng là kết bạn với ổng là quay lên. Ổng làm gì ổng có này Zalo. Bây giờ á là tiền trợ cấp gì cũng không có. Bây giờ hả tiền trợ cấp đợt 1, đợt 2 cũng không có hết. Bây giờ kêu xuống quỹ đợt 2. Bây giờ kêu làm ra đợt 3 mà đợt 2 chưa ai là được đồng bạc nào chân kêu quỹ đợt 2. Làm lại đợt 3 mà làm những lựa cái người nghèo giờ làm. Những người giá số là. Bây giờ biết cái nào nghèo chỗ nào giàu thì con ổng vô làm. Tụ mẹ bỏ xứ không mà lên tao giàu. Tụ mẹ giàu nữa. Ở đây là chỗ G16 sẹt 16D ấp 7 Lê Minh Xuân đường Trần Đại Nghĩa. Có ai coi chia sẻ ra giùm, ra chia sẻ ra cho hả lãnh đạo ở trên chia sẻ mình mạnh lên. Vậy ơi. Chân ở đây chết đói hết trơn rồi. Mà tiền hỗ trợ nói hỗ trợ đó cho dân mà không có đâu. Bây giờ hả? Không có, mà giờ xin giấy đi về quê và cấp giấy cho đi bây, về quê. Bây giờ á. Bây giờ nó hỏi cho mình tự xử đó. Ở trên á. Vậy đó trọ cũng không có giảm. Đó, bây giờ nhà nước lên đó là nói tiền trọ giảm cho dân mà không có giảm cho dân đồng nào hết trơn á. Giờ bây giờ tiền gì của ông. Bây giờ mình không có nói gì. Bây giờ mình không có nói cái vụ đó người ta cho không cho mình là mình không có nói. Mình ở nhà ta. Bây giờ nhu cầu là không có tiền đóng trọ, không có tiền ăn. Cái gì? Ủa thích nói gì? Thích nói gì vậy? Ví dụ mà đăng lên là đăng lên là lấy nha. Lên đăng 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 người nào ở bên đây để ở bên đây thì những người thật bên đây thì tôi nói trời đất ơi trời. Bây giờ nói chung cô nói như vậy đừng có nói kiểu như vậy cá nhân ai chân cái này là nói là hết trơn cả công nhân luôn không có nói cá nhân của ai hết trơn á. Bây giờ nói chung chứ không có nói riêng ai hết trơn á. Chứ lẽ giờ con nói cái địa chỉ của cô nãy tao lại tao bắt cô thôi đi nếu không cho thì thôi bắt bên đây bên đây. Thì bây giờ ý là mình cung cấp cái đường đi cho người ta lỡ người ta có nghe người ta vô đây là người ta phát mình luôn. Không có bỏ chứ đâu có là cái địa chỉ mà đâu có ăn nhậm cái gì đâu mà cô địa chỉ bên đây rồi địa chỉ bên kia địa chỉ nào đó luôn lấy hết. Bây giờ G16, G14, G15, G13 rồi đều tăng lên hết. Bây giờ ở đây nói với ai tin nữa. Bây giờ ra 14, 13, bỏ 16 cũng đâu có được phải tăng lên. Mình nói qua nó lại thôi. Hạ lên giả này nó mới tin. Giờ phải chạy xe lên gặp ngay chủ tịch đó. Bây giờ muốn là phải chờ nhà báo xuống mới đi được. Không có gì đâu. Rồi giờ ai biết làm đơn nó làm đi. Ai biết làm đơn đi làm đi tao kêu
làm đây ký hết vô luôn rồi đưa lên trển. Là ký hết từ đây vô to dài trong đảo bất ngờ anh em người ta ký hết. Đảo nào cũng ký hết. Ở đây mấy trăm phòng đó ký hết. Giờ mà biết lại lên trả lại chữ. Chúng ta giải quyết đi.